à, uh, E-Tac là cái sản phẩm có chuẩn chống bụi chống nước IP67 Và các bạn cứ yên tâm là rơi vào nước thì có vô tư Tuy nhiên rằng nó cũng đặt lên một câu hỏi là Cái sự hoạt động của nó khi mà trong môi trường ngập nước thế này thì còn tốt hay không Nhưng mình sẽ bọc nó vào Và trong môi trường gọi là bị bọc bởi kim loại đi Thì nó còn có thể nhận ra được E-Tax cả ngày hôm nay chúng ta thấy các kênh thi nhau kiểu đầu tiên Việt Nam thứ hai Việt Nam <laughs> Vấn đề của E-Tax này nó có thứ Tuy nhiên là mình thấy chưa có nhiều người uh, test sâu về khả năng kết nối Cũng như là đặt ra cái câu hỏi là nếu như nó sử dụng để làm một cái phương tiện cho những kẻ gian Để nếu mà những kẻ đó muốn uh, theo dõi ai thì sao Và ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn test thông qua những điều kiện Và cảm ơn Thành Thật Thà một tiktoker nổi tiếng trong xóm cũng đã có bày cho mình cái bài test này Chúng ta sẽ cùng làm rõ thông qua video ngày hôm nay Các bạn thấy ngay từ đầu video đã có những cái bài test rồi Và kết quả sẽ chỉ có ở cuối video mà thôi Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relapse Đừng quên để lại một like, một subscribe Bấm chuông cho kênh youtube của mình để không bỏ lỡ bất kỳ video nào Cái điểm đầu tiên mà các bạn quan tâm ý đấy là một cái móc đeo chìa khóa có mức giá là khoảng 700.000 đến 800.000 để các bạn tham khảo ở rượu Việt Và uh, khoảng 2 triệu 7 với một cái pack 4 chiếc như thế này Thì nó có thực sự đáp ứng được lại cho các bạn đủ những nhu cầu hay không Ở trong video hồi chiều nay, cái video mất thông báo ấy Các bạn bấm vào phần chữ Y này để quay vào là xem những cái phần test uh, về kết nối cũng như là thử uh, sử dụng của mình Thì các bạn cũng sẽ để ý rằng là cái trải nghiệm của chúng ta vẫn rất là ổn nếu như các bạn nói về mức giá của nó. Tuy nhiên đấy là trong cái môi trường gọi là lý tưởng đi. Còn trong những môi trường không lý tưởng, ví dụ như là bị rơi vào nước này, bị sử dụng làm cái vật để theo dõi người khác này, hoặc là bị rơi vào môi trường có nhiều kim loại xung quanh chặn sóng bluetooth thì nó còn hoạt động thực sự tốt hay không thì trong video này chúng ta mới lần mò và đi đào sâu và để tìm hiểu. Và các bạn lưu ý rằng những sản phẩm này có thể được tìm thấy ở siêu việt tất cả mình sẽ để trong đường link ở phần mô tả và kèm theo đó nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm điện thoại ở rượu việt thì đây cũng sẽ là đại lý ủy quyền của apple tại việt nam các bạn đến đây đọc pass bạn tuấn ngọc relax và được giảm thêm 100 trăm nữa thì tại sao chúng ta không mua ở đây đúng không những bài trên tay và đánh giá với chiếc AirTag này thì quá nhiều rồi Tuy nhiên là có 3 câu hỏi mà mình tin rằng bất cứ ai cũng sẽ thắc mắc về chiếc AirTag này và mình sẽ làm rõ từng câu hỏi cho các bạn và đây mới là cái điểm đáng giá của video ngày hôm nay các bạn tạm thời không xem những video trên tay khác mà hãy chú ý video này bởi vì mình tin rằng chưa có ai làm những điều này đâu thứ nhất đó là với những cái sản phẩm mà nó không có chip U 1 có nghĩa là iPhone XS Max, iPhone XS hay là iPhone XR đổ xuống thì nó sẽ hoạt động như thế nào hiện tại mình đang có cái chiếc iPhone XR ở đây của mẹ mình mình đã đây anh uh, Linh Trần okay. sẽ sẽ cho trong che cho mình cái này vào A few moments later Sau khi mà kết nối với chiếc iPhone XR xong Thì các bạn hoàn toàn sẽ thấy rằng là cái phần uh, Chỉ đường của chúng ta đã biến mất Đó, nghĩa là chúng ta chỉ có thể tìm thấy Chiếc AirTag thông qua Cái phần uh, bản đồ này thôi Có nghĩa là chúng ta sẽ mất hẳn đi Cái phần là mũi tên chỉ xem là Cái AirTag này nó ở đâu Và hướng dẫn theo từng bước chân của bạn Và để mà tìm chiếc AirTag này Nếu mà với những cái sản phẩm như iPhone XR, XS Hay là XS Max thì chúng ta chỉ có cách Đó là phát âm thanh mà thôi Đó âm thanh đây và âm thanh thì mình đánh giá từ lúc nãy rồi nó cũng không thực sự là quá to. Bên cạnh đó khi mà ra mắt cái chiếc AirTag này thì cũng có thêm một cái vấn đề đó là người ta sẽ lo ngại về việc là sẽ bị theo dõi. Uhm, tuy nhiên thì Apple cũng có nói là họ đã lo đến vấn đề này rồi, có nghĩa là họ sẽ có hai phương pháp. Thứ nhất là với những cái người mà bị theo dõi nhá, bị trục lợi bởi cái chiếc AirTag này, đơn giản là bỏ cái AirTag này vào một ai đó và theo dõi người đó. Nếu cái người bị theo dõi sử dụng iPhone thì cái chiếc AirTag này sẽ được phát hiện thông qua cái iPhone này, nó sẽ có cái thông báo là cái AirTag này đã có ở xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, mình đã test cái vấn đề này và mình đã mang cái chiếc iPhone XR, có nghĩa là cái chiếc điện thoại được kết nối trực tiếp với chiếc AirTag này ra một cái vị trí rất xa và mình cầm theo chiếc AirTag này cùng chiếc iPhone 11 Pro Max không kết nối với nó và chúng ta cũng không có hiện tượng là nhận ra ở xung quanh có chiếc AirTag này thông qua chiếc iPhone 11 Pro Max của người bị theo dõi chính là mình. Trong trường hợp mà người bị theo dõi không sử dụng những sản phẩm đến từ Apple, bản thân cái chiếc AirTag này sau khi mà cách xa ra khỏi cái chiếc máy chủ đã được kết nối sẵn của nó, sau khoảng 15 đến 30 phút thì nó sẽ phát lên tiếng kêu để cái người xung quanh có thể biết được rằng bên cạnh họ đang có một chiếc AirTag để theo dõi thì mình cũng đã có thử vấn đề này khoảng 35 đến 40 phút và vẫn chưa có hiện tượng là bị kêu lên. À, mình cũng không dám kết luận là đây là một cái thiếu sót của Apple bởi vì là cái thời gian mình test nó không được lâu. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải quay lại với câu hỏi này trong những cái video tiếp theo để làm sáng tỏ cái việc rằng Apple có thực sự làm bảo mật tốt ở trên chiếc AirTag này hay không. Đó là cái câu hỏi đầu tiên liên quan đến những vấn đề bảo mật cũng như là kết nối với những sản phẩm điện thoại không chạy chip U1. Vậy còn vấn đề thứ hai thì sao? Cái câu hỏi mà mình muốn trả lời cho các bạn ấy đấy là nếu các bạn rơi cái chiếc AirTag này vào nước thì nó còn hoạt động thực sự tốt hay không và mình đã có đây một bát nước rồi à, uh, e là cái sản phẩm có chuẩn chống bụi chống nước IP67 Và các bạn cứ yên tâm là rơi vào nước thì có vô tư Tuy nhiên rằng nó cũng đặt lên một câu hỏi là Cái sự hoạt động của nó khi mà trong môi trường ngập nước thế này thì còn tốt hay không Và hiện tại mình sẽ test cho các bạn xem Nếu các bạn sử dụng play sound nhé, có nghĩa là phát âm thanh thì nó vẫn nhận âm thanh rất chuẩn ở trong nước. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác đi nếu như các bạn sử dụng cái file này. Bây giờ thì anh Linh Trần sẽ mang cái bát nước này đi. Đó. Các bạn thấy không? Chỉ khoảng 07 m là nó đã đơ rồi. Có nghĩa là con chip U1 này, đây, cách mình khoảng khoảng 3 đến 4 m là đã mất luôn cả tín hiệu rồi. Có nghĩa là cái con chip U1 này nếu như các bạn sử dụng nó với những chiếc điện thoại như là iPhone 11, iPhone 12 thì nó sẽ hoạt động tốt nhưng mà kể cả các bạn có rơi nó xuống nước thì gần như là cái chức năng chỉ đường theo từng bước chân thế này nó gần như là không có thể hoạt động được nó chỉ có thể hoạt động với cái play sao mà thôi các bạn thấy không chỉ cần bước ra xa là coi như nó mất luôn cái tính năng đó là find nearby và như vậy là các bạn đều có thể thấy uh, về cái vấn đề đầu tiên đó là nó bị sử dụng làm một cái um, dành cho kẻ gian đi để track người khác để theo dõi người khác thì các bạn vẫn thấy là uh, cái sự hoạt động của nó để mà phát hiện ra nếu bị dùng vào mục đích xấu vẫn chưa thực sự nhạy bén lắm và chúng ta còn nhiều câu hỏi phải đặt ra cho apple để trong thời gian tương lai nó có được hoàn thiện thêm nữa không và nó đảm bảo được rằng người dùng sẽ được bảo vệ khỏi những cái âm mưu xấu xa và thứ hai nữa là các bạn cũng sẽ thấy rằng khi chúng ta làm rơi nó vào những cái môi trường không thực sự thuận lợi thì uh, cái sự hoạt động của nó với những con chip U1 là thực sự coi như là bị vô hiệu hóa luôn Và thêm nữa, biết đâu trong tương lai chúng ta sẽ có những phiên bản mỏng hơn thì sao Tuy nhiên nếu là các bạn, các bạn vẫn muốn quan tâm những sản phẩm này Thì có thể truy cập vào đường link bán hàng của Diệu Việt Tất cả mình sẽ để trong đường link ở phần mô tả Còn chưa kể là chúng ta sẽ còn nhiều yếu đãi ở rượu Việt nữa Các bạn đừng quên click vào đây để ủng hộ cho đáp nha các bạn hãy đừng quên bấm like, bấm subscribe, bấm chuông cho kênh youtube của bọn mình để không bỏ lỡ bất kỳ video nào Và nên nhớ rằng bọn mình đang cố gắng đạt đến cột mốc là 400.000 subscriber Bọn mình rất cần rất 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 cần những sự ủng hộ các bạn các bạn đừng quên giúp mình nha còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại